chào các bạn đã quay trở lại với kênh Toán học của thầy. Hôm nay giới thiệu các bạn một bài toán về phân số khá thú vị như sau. Đó là cho x cộng alpha y trên x cộng beta y bằng a trên b. Với alpha beta a trên b là những số cho trước, bây giờ tính cái tỉ số x trên y. Thì chúng ta phải xây dựng cái công thức để tính x y trên y theo alpha beta và a b. Đấy. Thì lúc này ta biến đổi như sau. Bây giờ ta sẽ khử cái y này. Cho là ta nhân hai vế của phân số này với nhân mẫu với alpha. Đấy, lấy mẫu nhân alpha. Rồi tử nhân beta mẫu alpha rồi lấy tử trừ mẫu. Tức là ta sẽ có như thế này, alpha x cộng với alpha y trừ cho beta tử nhân với beta nhá, beta. Cái đó alpha nhân với x cộng beta y. Đấy. Còn giờ này thì lấy tử trừ mẫu, tức là x cộng với alpha beta trừ cho alpha y trừ cho x cộng với beta y. Đấy. Còn bên này cũng tác động tương tự như vậy, cho nó bây sẽ bằng là a beta trừ cho tử nhân với beta, còn mẫu nhân với alpha, tức là b alpha trên b trừ a. Đấy. Trên b trừ a. Cái này tương đương với, chúng ta tiếp tục này. Ở đây là beta alpha y này, alpha beta y hết. Ở đây beta x trừ alpha x, tức là beta trừ alpha x. Đấy. Chia cho x trừ x hết. Còn đây là alpha trừ beta. Alpha y trừ beta y, đặt y ra ngoài, alpha trừ đi beta y bằng a beta trừ đi b alpha trên b trừ a. Đấy. Ở đây beta trừ alpha, còn dưới này alpha trừ beta, cho là rút gọn thì có sẽ là được trừ 1. Trừ 1 mà bên này b trừ a, vậy ở đây ta sẽ có là gì? Trừ, ở đây là x trừ x trên y. Trừ x trên y. Thì sẽ bằng a beta trừ cho b alpha trên b trừ a. Đấy. Bây giờ nhân hai vế trừ 1 thì đảo dấu ở đây, đảo dấu ở đây. Vậy từ đây ta suy ra cái tỉ số này sẽ bằng là gì? X trên y sẽ bằng là tỉ số này bằng là a beta trừ đi b alpha trên a trừ b. Vậy đây là cái công thức tính tỉ số x trên y. Đấy, các bạn nhớ như vậy. Vậy để tính tỉ số này lấy này, a nhân beta trừ đi, lấy a nhân beta trừ đi alpha nhân beta, alpha nhân b trên tử trừ mẫu. Đấy, các bạn nhớ như vậy. Ví dụ chẳng hạn như đây, ta xét cái trường hợp này. Bây giờ thầy cho là x cộng với 3 y trên x cộng với 2 y bằng 1/2. Tính tỉ số x trên y thì nó sẽ bằng này, a nhân beta, tức là 1 nhân với 2 trừ đi b nhân alpha, 2 nhân với 3 trên a trừ b. Đây là a, đây b, 1 trừ đi 2. Đấy. Cho đó đấy sẽ là 2 trừ 6 là trừ 4, trừ 4 trên trừ 1. Cho đó kết quả đấy sẽ bằng gì? Bằng 4. Các bạn nhé. Đấy. Đấy, các bạn nhớ công thức thi sai giải này. Đây này, a nhân beta này trừ đi b nhân alpha này trên a trừ b, a lớn trừ b lớn tử trừ 1, tức là 1 trừ 2. Đấy, ra kết quả này. Đấy, rất thú vị các bạn này. Đấy, các bạn nhìn lại công thức này một chút đấy, công thức này. Đấy. Tức là đây,
A nhân beta trừ cho B nhân alpha trên A trừ B. Đấy, các bạn nhớ như vậy thì sẽ ra kết quả như công thức này là được. Đấy. Bây giờ thêm một ví dụ nữa. Chẳng hạn cho x cộng y trên x trừ 2y bằng 1 phần 6, tìm x trên y tỷ số này thì các bạn giải như thế nào? Thì cái tỷ số này sẽ là gì? Ở đây sẽ bằng A là 1 này, A là 1 nhân với beta là trừ 2 trừ cho B nhân với alpha là 1 trên A trừ B trên 1 trừ đi 6. 1 trừ 6. Ở đây là trừ 2 trừ 6 trừ 8, trừ 8 phần trừ 5. Vậy bằng kết quả là bằng 8 phần 5. Các bạn nhé. Đấy, kết quả bằng 8 phần 5. Các bạn nhớ công thức này thì các bạn giải nhanh thôi, không có vấn đề gì khó khăn cả nhé. Các bạn có thể tiếp tục một số bài nữa ấy. Rồi từ 8 đến từ 5 là 8 và 5 rồi, ok nhá. Đó là cái công thức này, bài này 2x cộng với 4y trên x trừ 3y bằng 1 phần 7. Bây giờ tìm x trên y thì ở đây là cái hệ số này phải là 1, cho đó ta phải làm hệ số 1, cho đó ta sẽ chia hai vế, chia hai vế cho hai thì ta sẽ có là x này cộng với 2y đấy trên x trừ đi 3y phân số này chia cho hai tức là 1/14 đấy, 1/14 các bạn nhé. Đấy, bây giờ về tỷ số x này trên y này thì sẽ bằng này, a là 1 này nhân b là trừ 3 này trừ đi b là 14 này nhân với a là 2 này trên a trừ b 1 trừ 14 trừ 3 này trừ 28 này trừ 3 với trừ 28 là trừ 31 trên trừ 13. Vậy 31 phần 13 đó là kết quả của bài toán. Trừ 3 trừ 4, 14 nhân 2 là 28 là trừ 31, trừ 31 trên trừ 13 tức là 31 phần 13. Vậy kết quả ở đây sẽ là 31 phần 13. Đấy. Bài toán khá thú vị các bạn nhé. Còn nhiều bài toán với công thức này nữa. Công thức này gọi là công thức gần như là vàn năng để tính toán tỷ số cả thú vị mà thầy chưa biết nó, chưa thấy nó xuất hiện ở tài liệu nào, và đây gọi là công thức mà thầy tìm ra. Còn ai tìm ra nữa thì thầy chỉ biết, thầy chỉ học đọc kịch tài liệu. Cuối cùng chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở chương trình nhất.